Ngày 26 tháng 1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Trung tướng Đông Mau, Cục Phó Cục Phát triển làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết cổ truyền Xuân Bính Thân năm 2016. Thay mặt đoàn, Trung tướng Đông Mau gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh An Giang, chúc tỉnh An Giang ngày càng phát triển, đồng thời tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam Campuchia nói chung và giữa Campuchia An Giang nói riêng ngày càng phát triển. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang cảm ơn đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã dành thời gian đến thăm và chúc Tết tỉnh An Giang. Đồng chí Võ Anh Kiệt khẳng định giữa Việt Nam và Campuchia đã có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhau từ lâu. Đối với tỉnh An Giang, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong điều kiện cho phép, sẵn sàng chia sẻ, hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân và quân đội hoàng gia Campuchia để cùng nhau xây dựng đất nước hòa bình, xã hội phát triển.